Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Thành thiên tinh lâm phủ. Nộ đi ân. Lão tổ của Lâm gia sao vẫn chưa hiện thần? Nghe nói không phải là tu công pháp chính đạo, không lẽ nào bị tẩu hỏa nhập ma rồi đấy chứ? Lão tổ của Lâm gia đến. Gia chủ của Lâm gia Lâm Chấn Nam. Không phải nói lão tổ của Lâm gia đến rồi hay sao? Lâm gia chủ này sao lại còn bồng một đứa con nít vậy? Không biết, không lẽ là con riêng của Lâm gia chủ đấy chứ? Chà, khách đã đến đông đủ rồi. Chà, lão tổ của Lâm gia Lâm Thành, hợp thể sơ kỳ. Bọn họ, để bọn họ bắt đầu đi. Tiệc đã bắt đầu, khách quý dâng lễ. Cái này, để ta bái một đứa trẻ thì cũng quá nà. Sao thế, các ngươi xem thường lão phu hay sao? Đây là uy năng của hợp thể kỳ ơ, khí thế thật là đáng sợ. Chúc mừng lão tổ của Lâm gia đã phá cảnh hợp thể. Lão tổ tu vi cái thế thiên hạ vô địch. Chúc lão tổ tiền đồ bằng phẳng, sớm ngày phi thăng. Sư tôn, chúng ta ngồi như vậy không được tốt lắm nhỉ? Có gì đâu mà không tốt. Dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy chúng ta mà. Chỉ có điều đột phá đến hợp thể cảnh lại ngông cuồng đến như vậy, thật đúng là nực cười. Đặt mắt ở cả Nam Cảnh, tu sĩ hợp thể cũng chỉ là lác đác vài trăm, cũng xem như là đứng trên đỉnh phong của Nam Cảnh rồi, cứ để cho hắn kiêu ngạo. Ăn phần của ngươi đi, đây là phần của ta. Của ngươi cũng chính là của ta, cha của ta cũng chính là của ta. Đây chính là hợp thể kỳ hay sao? Hơi thở này cảm giác như là sư tôn còn rất là xa. Hãy cho một tên kiêu ngạo. Từ lúc nào mà tên phế vật như ngươi lại nhiều lời như vậy? Bạch Nạc Trần, đồ nhi của Lâm Chấn Nam, Diệp Tử Ân, Nguyên Anh Đỉnh Phong. Đáng chết, đáng chết. Bạch Nạc Trần chết tiệt. Ngươi là ai thế? Hay nắm Bạch Nạc Trần, năm đó vì nữ nhân mà sỉ nhục ta, bây giờ lại chơi trò mất trí với ta hay sao? Ngươi đúng là đáng chết thật. Người này không lẽ là sẽ chết ở đây, chỉ vì một nữ nhân mà yếu thành như vậy. Ngươi là Diệp Tử Ân, ta nhớ ra rồi. Bạch Nạc Trần, quá khứ ngươi ở thư viện, ta không làm được gì ngươi. Nhưng nếu ngươi đã ra ngoài rồi, vậy thì chúng ta đã nên kết thúc đi. Diệp Huỳnh, tình hình này của ngươi kéo dài trong thời gian bao lâu rồi? Nào, ăn cái đùi gà để bổ sung một chút. Bớt giả ngốc với ta, ngươi biết ta muốn cái gì hay không? Ấy, đùi gà mất rồi. Không muốn chết thì tự giác quỳ lên trên mặt đất dơ mông lên, giống như ngươi đã sỉ nhục ta năm đó. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy sao? Lắm mồm. Diệp huynh, so đo với vãn bối làm cái gì? Có gì thì cứ nhắm vào ta là được rồi. Người Diệp công tử, gia chủ ra lệnh cho tiểu nhân đến đón ngài vào trong điện để dự tiệc. Dẫn đường. Đồ thần kinh. Một hai người đều kiêu ngạo như vậy, người của Lâm gia sắp xếp cũng quá đáng rồi. Sao khắp nơi đều có mấy cái thứ không có mắt như vậy? Đúng là phiền chết đi được. Không có mệnh lệnh của chủ nhân, chó sẽ không dám tùy tiện cắn người như vậy đâu. Xem ra Lâm gia này không muốn gặp ta. Chúc mừng ký chủ đã mở khóa được nhiệm vụ thế giới, mời đánh nuôi kẻ địch danh chấn thiên hạ. Thám túc phù. Lâm gia đây là có kịch hay để xem rồi. Cho nên 3 năm nay ngươi vẫn chưa thể nào đột phá, đều là vì tên Bạch Nạc Trần. Sư tôn thánh mình, năm đó ta ra ngoài làm một việc đã gây ra xung đột với hắn,
Không ngờ hắn hẹp hòi lại ra tay đánh lén. Chuyện này không chỉ trở thành tâm ma của ta, còn để ta suy yếu đến bây giờ. Hy vọng sư tổ thay đồ tôn chủ trì công đạo. Ngươi đây là đang làm càn. Lão tổ khi phá cảnh đã nhầm lẫn đem bản hợp thể vào nguyên ảnh, bây giờ vẫn chưa thích ứng với cơ thể mới này. Sao ngươi có thể để cho lão tổ vì chuyện riêng của ngươi mà đi chọc đến thư viện Thanh Hồng được chứ? Không hiểu thì đừng có nói lung tung. Có dị tượng này không phải là sai sót, có thể phá cảnh là chuyện tốt. Cha, người nghiêm túc đấy chứ? Lão phu phá cảnh đều là dựa vào thải tụ tiên tử, quyển bí tịch năm đó để lại. Mặc dù bút tích khó phân biệt, nhưng đại năng bậc này sáng tạo ra nhất định là có lời huyền diệu. Đợi các ngươi đến phân thân đỉnh phòng, sẽ để cho các ngươi quan sát. Cảm ơn lão tổ. Nhưng mà thư viện Thanh Hồng hiện tại, mặc dù lão phu không xem ra gì, nhưng lý quan kỳ lại là một phiền phức. Tiểu Diệp, có lẽ ngươi cũng hiểu nhỉ? Đồ tôn hiểu rồi. Là âm thanh gì vậy? Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Có người đang công kích vào đại trận của Thiên Tinh Thành, nhìn trận này có lẽ không chịu được quá lâu. Thật sự không xem chúng ta ra gì hay sao?